Rồi, em Tiên Phúc Euro Sài Gòn xin kính chào các anh em. Thì buổi trưa thứ bảy ngày hôm nay em giới thiệu, trân trọng giới thiệu với anh em một con âm ly Technic Huyền Thoại. Đó là Su 7007 mắt đôi, hay anh em gọi là 25 mã đó. Thì hiện trạng thì em về được tới bây giờ là được 7 con. Hôm qua em đã có một bác khách lại lấy rồi, chỉ còn được 6 con thôi. Thì giờ em đã vệ sinh xong một con, thì em lên list giới thiệu đến em. Thì hàng của em về đợt này là hàng mạ, rất là sạch sẽ và đẹp đẽ, nên có giá thì nó hơi nhỉnh hơn được rồi chút xíu. Thì nó có giá là 4,6 triệu anh em ha. Anh em nào chịu khoản đủ em bao ship toàn quốc. Rồi không làm mất thời gian của anh em, thì em giới thiệu anh em cho anh em coi thằng mặt mũi ha. Mặt mũi rất là đẹp keng, không một vết trầy và một vết ten ha. Mặt mũi là sáng bóng hết ha. Đấy, anh em coi những cái nút nè. Em đây về với hiện trạng là đẹp keng, zin nguyên bản 100%. Em đã test rất tốt, vệ sinh rất là sạch sẽ ha. Anh em về giữ việc sử dụng thôi. Đó, anh em thấy rất là đẹp không? Góc cạnh nè, không mẻ, không trầy, không cắn gì hết ha. Em này là đẹp xuất sắc. Rất là đẹp anh em. Để em soi quay các kiểu luôn cho em soi dễ ha. Đây là đẹp góc cạnh này nè. Đấy, ở dưới nè. Như mới luôn. Rồi, thì con đầu tiên thì em sẽ quay cận kẽ ha. Thì những con sau cũng như vậy thôi. Thì em quay đây, cái nắp đít của nó hoàn ôm luôn. Đó, đây là cái nắp lưng. Rất là đẹp. Rồi thì em đã mở sẵn hết rồi. Em quay nội thất cho anh em xem vì sao con này nó hay như thế này. Con này nếu em nói thật, trong tầm tiền 4,6 triệu, so về chất âm vẫn lẫn hình thức bên ngoài, so về mọi thứ, tất cả những con khác trong tầm tiền không con nào cho chất âm được như cái dòng Technic 7007 hay là mã này. Vì em có chơi nhiều thì em biết rồi, con này chất âm rất là hay. Thứ nhất là em nói sử dụng 4 con sò sắt nét lớn, có cái mã là B541A và D388A. Đó, anh em xem sò rất là mới, nó giống như sò nhôm vậy đó, nên cho chất âm rất là hay, một tản nhiệt rất là to, tản nhiệt rất là tốt. Và cái thứ hai là em nói sử dụng một cái hai tụ lục nguồn riêng biệt của hãng Technic. Đó, anh em thấy 50V và 10.000 UF. Hai tụ rất to và cao. Cái này là cái keo, cái này là cái dính keo của cái này, nó dán vô này nè. Đó, nó dán vô, nó dính vô như thế này, che lại cái bộ phận điện trong đây. Em đã mở lên cho anh em xem luôn. Đó là cái keo dính lại như vậy. Là một cái nguồn, em thấy nguồn rất là to. Và sử dụng những cái linh kiện cao cấp, nên em nói cho chất âm rất là hay. Đấy, qua đây nè, anh em nè. Rất là mới. Như sao là mới keng, em nói là mới keng hết ha. Em nó đánh hai cặp Manny và Robot, là giống như A và B và A cộng B luôn anh em ha. Tháng trở thì 4-16 ôm, hai cặp thì 8-16. Đây là cách ngổ vào Technic 7007 hay là mã 52-60 hạt, điện 100V, công suất 155W, số series là 03B4629 ha. Cái chân đã cắm cũng rất là mới nè. Đấy, quay tổng thể phía sau cho anh em xem. Em này là zin nguyên bản 100% nha. Cái xương sắt này là còn 7 màu luôn nè. Tăng khô cũng còn 7 màu luôn nè. Mà cái nắp đít thì rất là keng, 7 màu luôn nè. Đấy.
Thì sẵn em mở ra hết cho em soi mặt trên và mặt dưới luôn. Rồi em xin phép em bỏ điện thoại xuống, em quay mặt dưới cho anh em xem ha. Đó. Nó rất là xuất sắc, nó bo mặt nè. Đó. Rồi, bên dưới nè. Những ngóc này là bắt những cái chân sò nè. Rất là đẹp. Cái này là đẹp hoàn hảo luôn ha. Rồi, em đặt nó lại ha. Mà anh em có thích một bản nhạc. Đây, tổng thể nó ha. Mặt mũi đẹp keng, không tì vết nha anh em. Em dùng là từ là không tì vết luôn, không một điểm trừ ha. Đấy. Rồi, mời anh em nghe một bản nhạc nha. Thì quên, để trước khi anh em mời anh em nghe nhạc thì giới thiệu về chức năng cơ bản của nó ha, cho những anh em nào chưa biết. Thì ở đây là các chuyển nhỏ nè, ba lăng, mutin, đây là lunet nè. Và đây là volume, đây là tông và direct. Đây bass chép, và đây các chế độ tap monitor, còn đây các ngõ vào. Đây là Neue Supernix là dùng cho đĩa than thôi, mình không xài tới. Rồi, bên em nghe đoạn nhạc ha. Lunet nè. Chép nè. Đây có tiếng, cái này có tiếng chép rất là bén nè. Bát nè. Duyên đã xanh tình. Tone 70C ha, bass 30. Sáu anh em ha, anh em là chịu thẳng đủ, em bao ship toàn quốc, hàng là em bao ship tuyệt đối 100%. Rồi thì con này em đang clip là đẹp tuyệt đối ha. Rồi những con sau em sẽ vệ sinh xong em sẽ làm clip lên cho anh em. Rồi em xin kính chào các anh em.